người thôi mà sao mà nhiều người trả nợ anh vậy? Sao ơi? Tôi hy vọng là sáng Chủ nhật và các chị không hát như vậy. Thầy Thanh nhỏ. Anh Khóa ơi, trả lời xong rồi hồi nãy đó, tôi anh nói Khóa ơi. Yeah. Chơi kiểu này chơi với ai, đang chơi nửa chừng đang phê mà anh cất ngang cái chơi với ai? Không, khi mình trả xong rồi thì bây giờ như thế này. Hồi nãy đó các chị nói là có một người đòi thôi, mà tất cả mọi người lên trên đây đều trả hết. Thì thấy trong cái tâm tình mà tất cả các chị đã cố gắng trả cái nợ này, thì sau đây tôi sẽ gửi lại cho các chị một bài Thủa Ấy Có Em.